Hello, chào mừng tất cả anh em đến với channel của mình nha. Hôm nay mình muốn giới thiệu với anh em một con game về phát hành Fantas anh em ơi. Con game về Tây Du Ký, nó có tên là Westworld Tây Du Đại Thoại anh em ạ. Con game này thì nó ở bên server Trung Quốc này này. Nó dựa trên cái nguyên tác của cái bộ phim hoạt hình ấy. Phim hoạt hình Tây Du. Wow. Đã Việt Nam đã lấy về rồi, bên Fantas đã lấy về rồi. Con game này mình trông thấy đồ họa trông cũng đỉnh đấy. Mình chơi bên server nước ngoài rồi, trông đồ họa cũng đỉnh. Có bạch lang với các kiểu nhân Ta vật đây, là một sa yêu hèn mọn. Lần này để lão trừ che tạo cửa hình như nhân thế vật anh em có thì thể tạo cho mọi mình người mới có thể về nhân tiêu vật dùng chính là sa lang thủ này, tính mạng để bảo vệ nàng không, nhận đây là bạn nhiệm đồng vụ hành thôi, rơi vào tay người khác. bạch lang Ta là một sa yêu hèn sa mọn. ngộ tĩnh Lần này chu để bát lão rối anh trừ em ơi, muốn lấy đường người tam trừ tạng phải tôn ngộ tỷ biết không, khai chắc thác tôn ngộ không chủ tủy liêm động hoa quả sơn ở đây. chắn mình phải là tôn ngộ không rồi, làm gì có chuyện mình không phải là tôn ngộ không được chứ. Ưu đãi nạp lần đầu, ừ rồi ok rồi, nhà thì sao nữa nhỉ, nó là đâu để Buôn lấy lần này để là buôn tỷ tiên đại thánh cái ngộ này nó không cho không tạo con này anh em ạ, cái liêm này động ưu đãi là lần bất đầu nó mới cho tạo bất cơ, lần này ta là một cay sa thích thủ nhờ. dễ tiêu dùng Thôi lấy đường vô tán tạo vậy, lễ kỳ kích phải bước qua sát ta. hóa ra con đấy là phải nạp lần đầu mới cho tạo bạn đồng hành. Thôi thì mình làm nhân vật đường tam tạng đi, quà nạp đầu ấy này, nhận ngay không ngủ không này anh em này. Ơ mà kiểu chơi này khác rồi anh em ơi. Hình như mình nhớ không nhầm kiểu chơi này khác với con Westworld mà trước mình review rồi hay sao ấy. Thử thử xem cái kiểu chơi này là gì nhá. Phải là dàn trận thẻ tướng chứ nhở. Trong cái kiểu này như là kiểu thế giới mở ấy, có người chơi rộng lớn ấy, chứ không Buôn phải là lấy kỳ thẻ tướng kích nữa rồi. phải bước qua sát ta. Kiểu chơi này giống như kiểu chơi ấy rồi anh em ạ, MMORPG rồi, nhập vai thế giới mở rồi, không phải là sưu tập thẻ tướng đấm nhau rồi, khác rồi anh em nha, khác với con game mà mình review lần trước. Con game thẻ tướng nó đồ họa nó đỉnh hơn, con game này là con game kiểu Nếu vận mệnh muốn long tộc và con người gánh vác trách kiểu thế nhiệm giới đây mở rồi anh em ạ, thì kiểu thế giới vô mở tận các người bản chơi phu với tận nhau lấy chạy lung tôi. quăng nhìn thấy nhau ấy, kiểu thế giới mở hành động thôi. Tiên quân nghe lệnh, sang bằng thiên vũ sơn. Mình thích chơi kiểu con game tự động qua ải, rất là tự động thu hoạch tài nguyên hơn, nó đỡ tốn thời gian hơn so với những con game kiểu này, con game kiểu thao tác giữa các người chơi với nhau, thế giới mở một thế giới rộng lớn này, tất cả người chơi nhìn thấy nhau này, xong phải trang bị đồ nó có từng con nhân vật này này, kiểu như là mình không thích lắm, không không giống cái con game mà mình review trước nha. Mình cứ tưởng cái con game đấy nó mới ra mắt tầm 1-2 tháng mà bên Fantas đã lấy về rồi, chắc con game này ra trước rồi. Cái bộ hoạt hình Tây Du của chúng ta nó mấy năm rồi, chắc con game này nó cũng ra lâu rồi. Bây giờ Osu lấy con game này về trước, chắc thời gian sau mới lấy con game kia về, con game thẻ tướng. Con game thế giới mở này thì trông cũng bình thường. Theo thang điểm 10 thì mình chấm cho con game này tầm 5 điểm rưỡi anh em nha, 5 điểm rưỡi. Gọi là anh em chưa cho biết thôi, chứ mình thấy nó không có gì đặc sắc cả. Trong đồ họa cũng hơi phèn, nhân vật chuyển động cứng. Những cái kiểu chơi này mà còn màn hình dọc thì chắc chắn không đẹp bằng những cái con game màn hình ngang rồi. Này chủ yếu là nó giống trong nguyên tác thôi, giống thì hay không cũng không biết, cũng chả thấy cốt truyện gì cả,
cứ đánh lằng xằng hết các thứ. Như anh em chơi con kia bên 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 bản nước ngoài ấy, con bên Westwood à, mà mình từng review ấy, nó thẻ tướng nhưng mà nó còn giống với nguyên tắc phim hơn so với con game này. Tưởng là con game kia nó về anh em ơi, nhưng mà không phải nhá, không phải không phải, tưởng về bên fan tác đánh nhanh vậy, mình đang háo hức ai ngờ khá các bạn. Nhảy 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 nhảy, có thể nói nó cũng tương đối là nhảy. Link download thì mình sẽ để dưới phần mô tả video cho anh em nha, anh em có thể tự trải nghiệm và nêu cái cảm nghĩ, nhận xét cá nhân của mình về con game này, có thể tự đánh giá con game này trên thang điểm của anh em thấy hay thì anh em có thể cho 9 cho 10, không hay có thể cho 1 cho 2, mình là mình cho 5 điểm rưỡi. Vừa tải cái phát là mình download à, mình cài đặt xong mình test thử luôn, chưa biết nó giao diện như nào luôn. Thấy nó có giới thiệu trên mấy cái bài của Facebook thì lên trên CH Play search luôn. Hóa ra là một cái con game bình thường. Ấn mấy cái nhiệm vụ là xong quét này. Chơi game thẻ tướng nó thú vị hơn, chơi game mấy con game mà cũng lồng tiếng lồng tiếc các thứ, nhưng mà lối chơi nó không cuốn anh em ạ. Lối chơi kiểu này nó chắc chắn là nó không cuốn rồi. Đây, vào cái phụ bản trên quái để tăng level đây. Mô típ to giống rất nhiều những con tướng khác nhưng mà chuyển động hoạt ảnh nó cứng quá. Hoạt ảnh cứng lắm. Không đẹp nên mình chỉ cho 5 điểm thôi, 5 điểm rưỡi thôi. Game này thì nhẹ không ấy mà. Nhẹ lắm. Đấm toàn dụng nó cái đan kinh nghiệm lớn này, thưởng nhân 2 này. Vậy có lẽ clip của mình cũng dừng lại tại đây thôi anh em ơi. Review cho anh em xem qua gameplay của cái con game này. Mới, mới dám sáng nay đấy anh em. Và nhà phát hành Văn Pháp nha. Anh em thấy hay thì có thể xuống link mô tả và download về trải nghiệm thử. Còn mình thì thấy nó không hay. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau. Anh em thấy clip hữu ích thì cho mình xin một like, đăng ký kênh, share đến cho bạn bè anh em nha. Bye bye.